Xin chào tất cả các anh chị. Ở những buổi học trước, chúng ta nói về bí tích nhập môn. Và hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu sang bí tích đầu tiên trong 7 bí tích của Giáo hội Công giáo. Đó là bí tích rửa tội. Bài đầu tiên liên hệ đến bí tích rửa tội, chúng ta tìm hiểu về tầm quan trọng của bí tích rửa tội. Đặt cái tiêu đề như thế để chúng ta thấy bí tích rửa tội là bí tích quan trọng nhất trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta được gọi là Kitô hữu nhờ chúng ta được dìm mình trong giếng rửa tội. Nơi bí tích rửa tội, chúng ta được tái sinh để trở nên con cái của Thiên Chúa, trở nên con cái của Hội Thánh. Bí tích rửa tội gắn kết cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta với chính mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống trong bùa chay và đỉnh cao của việc cử hành đó chính là cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đêm vọng phục sinh, chúng ta thấy giáo hội nhắc lại cho chúng ta nghi thức làm phép nước, và nếu có thể, giáo hội cử hành bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh này. Bởi vì không đêm nào, không nơi đâu, không thời khắc nào mà bí tích rửa tội được diễn tả một cách trọn vẹn nhất như trong đêm vọng phục sinh. Bởi vì đó là đêm của các đêm, đó là đêm của ánh sáng, đó là đêm của hy vọng, đó là đêm của sự giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự chết và sự sống, giữa sự thất bại và sự vinh thắng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chiến thắng cái chết và Ngài đi vào cõi vinh quang. Đó cũng chính là lúc con người được trồi lên khỏi nước để đón nhận vinh quang của đấng mà con người được tái tạo. Đó là hình ảnh của Đức Giêsu phục sinh. Để chúng ta biết bí tích rửa tội quan trọng, nếu phải sánh ví thì nó giống như một cái thẻ thông hành để chúng ta có thể làm một chuyến du lịch vào các nước. Nếu như bạn muốn đặt chân vào nước Mỹ, ví dụ như vậy, thì bạn phải có thẻ visa. Cũng vậy, nếu như chúng ta muốn được khai mở vào đời sống thần linh, thì chắc chắn điều tiên quyết ta phải đón nhận bí tích rửa tội. Không đón nhận bí tích rửa tội, ta chưa được khơi mở vào đời sống thần linh và không thể đón nhận các bí tích khác. Bí tích rửa tội quan trọng. Bí tích rửa tội làm cho ta trở thành những người con chứ không còn phải là kẻ xa lạ. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành những nhân chứng của chính mầu nhiệm tử nạn và phục sinh Chúa Kitô. Bí tích rửa tội nhờ đâu mà làm cho chúng ta trở nên một con người mới như vậy? Thưa, nhờ chúng ta được kết hợp với sự chết của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đặc biệt trong thư gửi giáo đoàn Roma đã nối kết mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu với ý nghĩa của bí tích rửa tội của người Kitô hữu. Khi chúng ta được dìm vào giếng rửa tội là lúc chúng ta chết cho tội lỗi. Và khi chúng ta được trồi lên trong tư cách là một Kitô hữu, một thụ tạo mới, chúng ta mang lấy hình ảnh không phải của Adam cũ nữa, mà hình ảnh của Adam mới là chính Đức Giêsu đấng vinh thắng. Ý nghĩa của bí tích rửa tội rất quan trọng. Chúng ta thấy trong cuộc đàm đạo vào ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, thì Chúa Giêsu đã nói với ông như thế này: không ai có thể vào được nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Nicodemo không hiểu được điều Chúa Giêsu nói. Ông thắc mắc như một đứa trẻ: chẳng lẽ tôi lớn thế này rồi mà có thể chui vào lòng mẹ để một lần nữa được sinh ra hay sao? Có lẽ chúng ta không ngây ngô đặt câu hỏi đó ở đây, nhưng chúng ta thấy tầm quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu với Nicodemo. Bí tích rửa tội là chìa khóa để cho chúng ta bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Không ai có thể vào nước của Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Và trải qua 21 thế kỷ, giáo hội
vẫn đọc thấy nơi đây như là dấu chỉ của việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích rửa tội. Và giáo hội cho thấy cũng suốt 21 thế kỷ, lời hay là lệnh truyền của Chúa Giêsu, giáo hội luôn luôn thi hành một cách cẩn mẫn, nhất là lệnh truyền đi loan báo tin mừng, cử hành phép rửa để làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Giống như khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài đã để lại lệnh truyền đó cho các môn đệ. Anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy. Và dĩ nhiên, làm cho muôn dân trở thành môn đệ chính là việc giáo hội đã cần mẫn cử hành bí tích rửa tội. Chúng ta thấy một chứng từ sống động trong sách Công vụ Tông đồ. Ngay sau khi các tông đồ đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần nơi nhà tiệc ly với biến cố ngũ tuần, thì các ông đã ra đi để loan báo tin mừng về đấng cứu độ. Ngay buổi đầu tiên ấy, Thánh Phêrô đã thu tập được cả 3.000 người đón nhận đức tin công giáo. Như vậy ta thấy được ý nghĩa của bí tích rửa tội rất quan trọng, đem lại cho con người sự sống, tái sinh con người để con người được trở nên con cái của Thiên Chúa. Tại sao phải có sự tái sinh đó? Bởi vì con người từ nguyên thủy được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tạo thành, tức là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng vì con người đã phạm tội, cho nên cái hình ảnh Thiên Chúa nơi con người nó bị méo mó đi, nó dị dạng đi. Thiên Chúa làm một cuộc tái tạo. Và chúng ta thấy giáo hội phải tuyên xưng Thiên Chúa tạo dựng con người là một kỳ công, và Thiên Chúa cứu độ con người, Thiên Chúa tái tạo con người lại là một kỳ công tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì Thiên Chúa có thể biến đổi những điều hư mất trở thành những cái gì đó tốt đẹp, giống như kiểu Thánh Phaolô khi Ngài chiêm niệm về điều đó, Ngài nói như thế này: Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Giam hãm trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Chính trong tội lỗi mà con người khám phá ra hồng ân của sự tha thứ. Trong tội lỗi mà con người khám phá ra dung mạo của một Thiên Chúa là Cha. Tội lỗi có khi lại trở thành cơ duyên. Trong đêm vọng phục sinh, giáo hội đã hát lên cái cơ duyên ấy, hát lên niềm tin và hy vọng của mình. Ôi tội hồng phúc, tội mà lại tội hồng phúc. Bởi vì chính vì tội lỗi, con Thiên Chúa nhập thể, trao ban tình yêu, sự tha thứ. Tình yêu, sự tha thứ đó thể hiện một cách trọn vẹn nơi bí tích rửa tội. Và như vậy, chúng ta thấy khi chúng ta được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta tin rằng chúng ta đi vào cuộc tái sinh để trở nên một con người mới, một con người theo hình ảnh của Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói với hai môn đệ Giacôbê và Gioan: Các anh không biết điều các anh xin. Các anh có thể uống chén mà thầy sắp uống không? Các anh có thể chịu phép rửa mà thầy sắp chịu không? Chắc chắn khi nghe những lời này, hai môn đệ Giacôbê và Gioan không hiểu được chén là gì, và càng không hiểu được phép rửa mà Chúa Giêsu phải chịu. Chén và phép rửa, Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở đây, chính là cuộc khổ nạn của Ngài tại Jerusalem. Cái chết của Ngài, đó chính là một phép rửa mà Đức Giêsu canh cánh trong lòng của mình, Ngài cần phải lãnh chịu để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Đức Kitô đã đi vào cõi chết, Đức Kitô đã được chôn vùi trong lòng đất 3 đêm ngày, và đó là biểu tượng của phép rửa. Con người cũng phải được chôn vùi như thế. Tất cả tội lỗi phải được chôn vùi nơi giếng rửa tội, để rồi khi trỗi dậy, con người trở nên một thụ tạo mới theo hình ảnh của một đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Chúa Giêsu cũng đón nhận phép rửa của Gioan nơi dòng sông Giô-đan. Và dĩ nhiên ta không thể so sánh phép rửa này với phép rửa của người Kitô hữu, bởi vì phép rửa đó chỉ là hình bóng, phép rửa của Gioan mới chỉ là dấu chỉ, phép rửa của Gioan mới chỉ là sự chuẩn bị tâm hồn cho con người ta đón nhận đấng Mêsia. Còn phép rửa của chính Chúa Giêsu là phép rửa bằng nước và bằng Thánh Thần, đưa con người là một cuộc vượt qua vĩ đại, vượt qua từ thế giới của bóng tối sang thế giới của ánh sáng,
từ thế giới của tội lỗi sang thế giới của ân sủng, từ thế giới của nô lệ sang thế giới của nghĩa tử. Khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Nếu như xưa kia Đức Giê-xu đón nhận phép rửa của Gioan nơi dòng sông Giô-đan có hình ảnh chim bồ câu như là Chúa Thánh Thần hiện xuống, có lời Chúa Cha nói: "Đây con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta." Thì ngày hôm nay, nơi tất cả các giếng rửa tội trên thế giới này, nơi mà người Kitô hữu đón nhận ơn tái sinh, thì cũng có lời Chúa Cha nói với từng người: "Đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta." Tất cả chúng ta được trở thành nghĩa tử, và Đức Giê-xu là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Đức Giê-xu là trưởng tử, và như vậy chúng ta được chia sẻ tinh thần nghĩa tử trong Chúa Giê-xu. Chúng ta được gọi cùng một danh xưng: Abba, Cha ơi. Chúng ta được có Thiên Chúa là Cha. Và dĩ nhiên khi chúng ta gọi Abba, Cha ơi, thì tất cả và từng người chúng ta là anh chị em của nhau. Đó là một hệ luận rất rõ ràng, ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Đồng thời, thưa các bạn, bí tích rửa tội còn để lại một ấn tích muôn đời không bao giờ có thể xóa nhòa. Bí tích rửa tội ghi dấu ấn thiêng liêng để rồi muôn đời chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Dù cuộc hành trình của chúng ta dâu bể, dù cuộc đời của chúng ta có vạn nẻo gian truân, hay dù chúng ta có đi những con đường có thể nói xa cách Thiên Chúa, thì không bao giờ dấu tích được ghi ấn trong linh hồn của chúng ta có thể mất được. Các thánh giáo phụ sánh ví ấn tích của bí tích rửa tội như dấu ấn của nhà vua trao cho các binh lính, để các binh lính ấy khi đi chiến trận ý thức mình thuộc về nhà vua, hay như cái ấn được đóng trên những người nô lệ thế nào, thì ngày hôm nay mỗi chúng ta Thiên Chúa đóng ấn trong linh hồn để chúng ta vĩnh viễn thuộc về Thiên Chúa, dấu ấn được Thiên Chúa cứu độ. Tính cách trường tồn của ấn tích rửa tội nhắc nhở sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Ơn gọi Kitô hữu của chúng ta có thể sánh ví Thiên Chúa gieo hạt giống vào trong mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Ơn gọi Kitô hữu như chính hạt giống được gieo vãi đó cần phải được lớn lên, cần phải được chăm bẵm mỗi ngày để nó có thể nảy mầm, để nó có thể sinh hoa quả tốt đẹp. Chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, khi có ấn tích của Thánh Thần trong linh hồn, chúng ta được mời gọi mỗi ngày thể hiện và nỗ lực chu toàn sứ mạng của một Kitô hữu. Chúng ta đừng quên, dù chúng ta sống ơn gọi là Kitô hữu giữa đời, dù chúng ta sống ơn gọi trong đời sống vợ chồng hay chúng ta sống đời thánh hiến, thì tất cả không phải điều gì mới hơn mà là làm cho những ơn của bí tích rửa tội trở nên sung mãn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống trong một giáo hội phẩm trật, chúng ta thấy có các cấp bậc: Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các Giám Mục, các Linh Mục, vân vân. Chúng ta có thể nói trong phẩm trật của Hội Thánh, mỗi người đóng một vai trò khác nhau. Mỗi người đóng một vai trò khác nhau. Sự khác nhau ấy làm nên sự phong phú và làm nên thân thể huyền nhiệm Hội Thánh. Nhưng cái tay không thể nói cái mắt rằng anh không giá trị gì cả, cuộc đời chỉ có cái tay là vất vả mà thôi. Cái chân không thể nói với cái tay rằng anh thì là vô dụng, bởi nếu cái chân không đi thì bàn tay của anh làm được gì. Cái mắt không thể bảo với cái chân rằng nếu mắt tôi không nhìn thì chân anh có thể bước được chăng. Không thể nói như thế. Tất cả các cơ năng khác nhau, các bộ phận khác nhau, nhưng làm thành một huyền nhiệm thân thể. Tất cả bổ túc cho nhau và làm thành một thân thể sống động. Đó là hình ảnh diễn tả chúng ta là những phần tử của Mẹ Hội Thánh, là những phần tử trong nhiệm thể Chúa Kitô, và Chúa Kitô là đầu. Khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành chi thể của Hội Thánh là vậy. Và chúng ta được mời gọi để mỗi ngày làm cho thân hình huyền nhiệm là Hội Thánh trở nên tốt đẹp hơn, trở nên tinh tuyển hơn, trở nên sống động hơn. Thánh Phaolô đã khai triển những cái sự phong nhiêu của đời sống Kitô hữu như là những ơn của Đấng Phục Sinh tuôn đổ một cách tràn trề trong đời sống của chúng ta. Chính nhờ phép rửa trong cái chết của Chúa Kitô,
chúng ta cùng được mai táng với người, để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết và vào cõi vinh quang thế nào, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới như thế. Và để sống trong cuộc sống này, chúng ta cần phải đóng đinh con người cũ của chúng ta vào thập giá. Và như vậy, chúng ta được mời gọi sống chính ơn gọi Kitô hữu bằng cách chết đi cho tội lỗi mỗi ngày và sống cho Thiên Chúa. Đóng đinh con người cũ, tức là những cái gì của tội lỗi, những cái gì là dấu vết của Satan, những cái gì làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Chúng ta tìm kiếm nước trời, bởi lẽ quê hương chúng ta không phải ở chốn này. Quê hương chúng ta ở trên trời. Và như Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta được mời gọi hướng về quê trời vinh phúc ấy. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và nhờ phép rửa tội, mỗi Kitô hữu trở nên con cái của Thiên Chúa. Và đó là niềm tin của chúng ta. Nói cách khác, khi chịu phép rửa tội, trong người Kitô hữu đã có tất cả những điều kiện cần thiết của ơn thánh, tình thương của Thiên Chúa, sự trợ giúp của giáo hội, để chúng ta có thể sống ơn gọi của mình. Thưa cộng đoàn, sự thánh thiện theo Kitô giáo không gì khác hơn là sống trọn vẹn phẩm giá con cái của Thiên Chúa. Sự thánh thiện trong đời sống Kitô giáo không gì khác hơn là sống trọn vẹn phẩm giá ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Và như vậy, ta có thể tóm kết ở đây những ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích rửa tội. Chính nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đi vào cuộc kết hợp nhiệm màu với Chúa Kitô. Chúng ta đi vào cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, để chúng ta đón nhận sức sống mới. Chúng ta trở nên thụ tạo mới theo hình ảnh của Đấng phục sinh. Chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa Abba, Bố ơi. Và vì gọi Thiên Chúa là Cha, tất cả chúng ta trở nên anh chị em trong cùng một nhiệm thể, trong cùng một gia đình Mẹ Hội Thánh. Chúng ta được đón nhận ấn tích của Thánh Thần, ấn tích đó muôn đời ghi dấu trong linh hồn không thể phai mờ, để chúng ta dù có ngược xuôi trên đường đời, chúng ta vẫn là con cái của Thiên Chúa. Chính nhờ ấn tích đó, chúng ta đón nhận niềm hy vọng mai hậu, niềm hy vọng được chia sẻ niềm hạnh phúc vinh quang trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta được chia sẻ gia tài của Thiên Chúa, gia tài đó không gì khác hơn là sự sống vĩnh cửu. Khi chúng ta trở thành con cái, khi chúng ta được mời gọi sống ơn gọi là Kitô hữu, là chúng ta đang chu toàn nghĩa vụ của một con người đón nhận bí tích rửa tội, và chúng ta ý thức sự thành toàn của đời sống Kitô hữu không gì khác hơn là chu toàn và sống trọn vẹn phẩm giá ơn gọi làm con cái Chúa của chúng ta. Đó là một vài cái nét căn bản thì chúng ta cùng tìm hiểu tầm quan trọng của bí tích rửa tội.